Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy dự gặp mặt Hội đồng Hương Công an Hưng Yên tại Hà Nội. Xã Đồng Than đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4. Ký ức Điện Biên Phủ vang mãi thiên hùng ca bất khuất. Nỗ lực phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Thêm một vụ đổ chất thải nguy hại tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Học viện An ninh, Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tặng lãng hoa chúc mừng Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội. Thay mặt Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội, đồng chí Đặng Ngọc Thuấn, trưởng ban liên lạc, đã lên báo cáo hoạt động của hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tiếp đó, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy đã lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng và nhận nhiệm vụ mới cấp cục, tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu từ 50 đến 65 năm tuổi đảng năm 2023-2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã thông báo khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Hưng Yên trong năm 2023, những nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong năm 2024. Thưa các đồng chí, nhân dịp này thì tôi cũng xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh để thông tin về tình hình quê nhà tới các đồng chí. Tôi trước hết nói về kết quả kinh tế xã hội của năm 2023, tình hình thế giới hết sức là khó khăn, phức tạp và khó lường. Đối với tỉnh ta thì trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thì có thể nói là Hưng Yên của chúng ta tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Năm 2023 là năm thứ hai, là một trong 7 địa phương có thành tích về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách lớn nhất trong cả nước. Các cân đối lớn năm 2023 là năm thứ hai chúng ta có thu ngân sách lớn, đạt là khoảng 33.000 tỷ Việt Nam đồng. Và nếu mà so với dự toán ngân sách đề ra thì chúng ta đã vượt dự toán là 41,5%. Và điều quan trọng hơn, trong cái cơ cấu ngân sách của chúng ta là đã có sự chuyển dịch rất rất quan trọng. Đấy, ít dựa hơn vào đất đai, hệ thống giao thông, đường bộ, rồi hệ thống công nghiệp, đô thị, kể cả hệ thống hạ tầng ở khu vực nông thôn cũng được đầu tư rất là tốt. Và chúng ta cũng chưa bao giờ có số lượng các dự án lớn, quy mô lớn như trong những năm vừa qua, đặc biệt là 2023, với những công trình dự án với quy mô vài nghìn tỷ được triển khai, và nó sẽ tạo ra một cái xung lực mới, một dư địa mới cho tăng trưởng và thu hút đầu tư trong cái thời gian tới đây. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm, đóng góp, sự cổ vũ tích cực của các hội viên Đồng Hương Công an Hưng Yên tại Hà Nội đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn Đồng Hương Công an Hưng Yên tại Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng văn hiến của quê hương, có thêm nhiều đóng góp cho quê hương đất nước trên chặng đường đi tới. Sáng nay, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức khai mạc lễ hội đền Ghênh kỷ niệm 980 năm ngày sinh Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Tới dự và dâng hương tại lễ hội có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Đền Ghênh được xây dựng vào năm Ất Mùi 1115, thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, một người phụ nữ tài sắc dưới thời nhà Lý. Bà là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử hai lần nhiếp chính thay vua điều hành việc triều chính. Bà đã đưa ra nhiều chủ trương kế sách giúp giảm nạn đói, phát triển nông nghiệp, dẹp thù trong giặc ngoài. Bà là người phụ nữ đức hạnh vẹn toàn, lấy dân làm gốc, chiêu mộ hiền tài, giúp dân giúp nước, được muôn dân tôn sùng là mẫu nghi thiên hạ. Đền Ghênh ở thôn Ngọc Quỳnh còn là nơi hoạt động của các sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương, các chiến sĩ cộng sản hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược. Hàng năm nhân dân thị trấn Như Quỳnh đều tổ chức lễ hội vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ công lao của bà. Lễ hội Đền Ghênh diễn ra trong 2 ngày từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4, tức ngày 12 đến ngày 13 âm lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như dâng hương tưởng nhớ Hoàng Thái Hậu, hát quan họ, thi cờ tướng, đánh cầu lông, bóng chuyền và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn khác. Sau 2 ngày triển khai lấy ý kiến, cử tri huyện Ân Thi đồng thuận nhất trí cao về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Ân Thi, xã Hồng Quang sẽ sáp nhập với xã Hồng Vân để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Hồng Quang. Toàn xã có gần 4.300 cử tri thuộc diện lấy ý kiến. Xã thành lập 16 tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại năm thôn, đến từng gia đình ở các thôn xóm tuyên truyền về chủ trương sắp xếp, sáp nhập, ghi chép đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, sau đó mới phát phiếu và thu phiếu. Với cách làm bài bản, chỉ sau một ngày thực hiện, xã Hồng Quang đã hoàn thành lấy ý kiến với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 97,9%. Chủ trương này thì chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ. Đương nhiên là sáp nhập hai xã là một sẽ giảm biên chế và sẽ tinh gọn bộ máy hành chính của cấp xã. Thôn chúng tôi chia ra làm 3 tổ, mỗi tổ là gồm 3 thành viên. Tranh thủ là các hộ mà có mặt ở nhà thì sẽ lấy cử tri trước và những hộ mà không có nhà thì là sẽ lấy sau. Để thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã Văn Nhuệ và Đa Lộc, xã Văn Nhuệ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đến với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Xã cũng thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri tới từng gia đình lấy phiếu. Các thành viên trong tổ lấy ý kiến cũng chính là những tuyên truyền viên, tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính. Bằng hình thức này, tỷ lệ cử tri của xã đồng thuận với phương án sắp xếp đơn vị hành chính đạt tỷ lệ cao. Sáp nhập hai xã của Văn Nhuệ với Đa Lộc thì với người dân là chúng tôi hoàn toàn nhất trí và đồng thuận, nhà nước quản lý thuận tiện hơn nhiều, đầu tư vào tập trung vào một chỗ cho nó gọn nhẹ. Công tác lấy ý kiến cử tri tại huyện Ân Thi diễn ra đúng quy định, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ công khai. Kết quả có 97,22% cử tri các xã trong diện sáp nhập đồng ý với phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là cơ sở để các địa phương tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tạo hành lang pháp lý để thực hiện thành công đề án, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tích cực tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu về chủ trương lợi ích của dự án đường Vành Đai 4, nên sau một năm triển khai, các gia đình có đất ở, đất nông nghiệp và tài sản trên đất xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đều đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án thuận lợi. Xã Đồng Than có gần 12 hecta trên 45 hecta đất của huyện Yên Mỹ nằm trong dự án đường Vành Đai 4. Trong tổng số 180 hộ gia đình có đất bị thu hồi, thì ngay từ trong năm 2023, gần 150 hộ dân có đất nông nghiệp và 24 ngôi mộ đã di rời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện tại, trên 30 hộ có diện tích đất ở tài sản công trình nằm trên phạm vi dự án cũng đã đồng thuận sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi nhận đất tái định cư. Chủ trương của nhà nước mở rộng và nhân bố cho người dân đi lại cho nó thuận tiện. Vợ chồng con cái nhà tôi cũng đồng thuận di rời ra đúng đất mới. Việc tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh thì cho chúng tôi ở chỗ mới thì chúng tôi rất phấn khởi. Có được kết quả trên là do ngay khi nhận được chủ trương thu hồi đất, xã Đồng Than đã ban hành quyết định thành lập tổ tuyên truyền với sự tham gia của các ban ngành thôn tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp
giúp cho các tổ chức cá nhân nắm bắt chủ trương chính sách bồi thường hỗ trợ của nhà nước khi thực hiện dự án. Nhờ đó, chỉ trong một ngày, 100% hộ dân có đất nông nghiệp đã tới nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng và là địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 nhanh của tỉnh. Chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với từng hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của nhà nước đến các hộ. Các hộ cũng rất là phấn khởi với chủ trương sẵn sàng bàn giao đất của gia đình cho dự án được thực hiện. Để người dân có đất ở nằm trong dự án yên tâm khi bàn giao mặt bằng, xã Đồng Than tiếp tục vận động thành công các hộ gia đình nhường 1,8 hectare đất bàn giao cho huyện triển khai hạ tầng khu tái định cư. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để nhân dân sớm về nơi ở mới, bàn giao mặt bằng còn lại cho đơn vị thi công. Bảy mươi năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên. Câu chuyện của họ như những thiên hùng ca bất khuất còn mãi với bao thế hệ. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng, đầu nung lửa sắt, 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không đúng, chí không mòn. Đã gần 90 năm tuổi đời, nhưng mỗi khi nhớ lại mốc son lịch sử 70 năm về trước, đối với ông Vũ Duy Tân ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, vẫn ánh lên niềm tự hào. Ông Tân tham gia kháng chiến từ năm 1952 khi vừa tròn 18 tuổi, trải qua nhiều trận đánh ở khắp các chiến trường Tây Bắc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 của ông phụ trách đánh đồi A1. Đây được coi là cứ điểm khó đánh nhất trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trải qua hàng chục ngày đêm quét núi đào hào cùng với đồng đội là những ký ức không thể nào quên đối với ông Tân. Dù tổn thất nhiều về lực lượng, nhưng ông cùng các đồng đội ta vẫn hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng. Đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, lá cờ đỏ sao vàng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Bắt phát lệnh tất cả ra hạ vũ khí và ra đầu hàng. Ở các nơi nó nhô lên, cứ mỗi thằng một kim nhất vải trắng đấy, nó giơ tay nó vẫy nó hàng này. Và lính ta trong súng còn viên đạn cũng bắn, còn nhiều cũng bắn, sướng lắm, sướng vô cùng, ôm nhau khóc. Những chiếc huân chương chiến đấu, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên luôn được ông Phạm Văn Điền ở xã Phú Xá, huyện Kim Động lưu giữ cẩn thận. Với ông, đó không chỉ là những phần thưởng mà còn là kỷ niệm nhắc ông nhớ về những ngày chiến đấu gian khổ. Tháng 3 năm 1954, ông có mặt trong đoàn quân của Trung đoàn 98, Đại đoàn 376, hành quân lên Điện Biên xây dựng chiến hào. Cuối tháng 4 năm 1954, ông Điền cùng 7 đồng đội khác được giao nhiệm vụ trinh sát sân bay Hồng Cúm thì bị địch phục kích. Có 5 đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh. Lúc đó, ông Điền bị địch bắn gãy chân trái, vỡ bàn chân phải, nhưng bằng nghị lực phi thường, ông vẫn nén đau, bò bằng hai tay hơn 1 km tìm về đơn vị để cung cấp tin tức chính xác. Phá thải quân đội Việt Nam, bé người nhưng mà gan dạ, chiến đấu giỏi, đơn vị về trao đổi với tôi. Nay phá hàng rồi, chúng tôi phấn khởi lắm. Với lòng yêu nước dũng cảm kiên cường, những người lính như ông Tân, ông Điền cũng như hàng vạn chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, ghi tạc vào những trang sử xanh của dân tộc để thế hệ trẻ hôm nay được soi đường tiếp bước. Để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm khuyến khích niềm đam mê đọc sách và tìm hiểu về sách trong mọi tầng lớp nhân dân. Thư viện trường Trung học cơ sở Toàn Thắng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, đã và đang trở thành địa điểm yêu thích của nhiều học sinh trong trường. Hiện thư viện có hơn 2.500 đầu sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và cả truyện tranh thiếu nhi. Tất cả số này là do các giáo viên trong trường ủng hộ từ nguồn sách cũ của trường và sách do thư viện tỉnh tặng hoặc cho mượn luân chuyển. Đặc biệt,
thầy hiệu trưởng nhà trường đã tự bỏ tiền riêng đầu tư hơn 300 đầu sách gồm tư liệu lịch sử, tài liệu văn học và truyện tranh thiếu nhi với mong muốn đa dạng nguồn sách để phục vụ cho việc học tập và giải trí của học sinh sau những giờ học căng thẳng. Điều mà cháu rất thích về thư viện này là nó có rất nhiều những quyển sách mới và những quyển sách văn của những tác giả rất thú vị và có những quyển sách giải trí như quyển truyện xin cháu đang cầm như này ạ. Cháu cũng thấy là thư viện của trường rất mới mẻ, nó có thể là phục vụ cho những nhu cầu ngoài giờ học, có thể giải tỏa áp lực cho cháu rất tốt ạ. Các cô cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bọn cháu là có thể chọn được cuốn sách ưng ý nhất ạ. Mình sẽ định hướng cho các con là có những cái cuốn giúp cho các con là có những trang bị những kiến thức tốt nhất cho cái tâm lý lứa tuổi của mình, và dần dần các con nhận ra rằng là những cái cuốn này nó có ích cho mình thì các con đã mượn những cuốn sách đấy nhiều hơn để đọc. Gần một năm nay, thư viện sách tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân trong thôn vào những ngày cuối tuần. Hơn 900 cuốn sách được người con quê hương quyên tặng dịp khánh thành thư viện vào tháng 6 năm 2023, được đánh giá là những đầu sách hay, giá trị về mọi lĩnh vực của đời sống, phù hợp với nhiều nhu cầu tìm hiểu của người dân trong thôn. Không gian đọc sách cũng là điểm nhấn, thu hút để người dân bảo nhau đến đây đọc sách. Đa số những buổi chiều em thường đến đây để đọc những cuốn sách, và những cuốn sách em thường chọn là những cuốn sách liên quan đến văn học và đời sống, những cuốn sách truyền động lực. Không gian này nó rất là thoáng mát và sạch sẽ, nó truyền cảm hứng cho tôi đến đây để đọc sách, cái đầu óc và cái tư duy nó rất là thoải mái và rất là tự tin trong cuộc sống. Chúng tôi có cử hai cấp ủy viên trong một tuần mở hai buổi để đón nhận các hội viên và các cháu học sinh, thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ thêm cho thôn một số cuốn sách hay và có giá trị. Sách là kho tàng tri thức quý của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi quyển sách chỉ thực sự có giá trị khi được chúng ta quan tâm tìm đọc. Sự nỗ lực lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách trong cộng đồng mà mỗi tập thể và cá nhân đang làm chính là cách để những cuốn sách có điều kiện được phát huy giá trị quý. Thưa quý vị và các bạn, lại thêm một vụ đổ chất thải nguy hại vừa được người dân phát hiện tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Khu vực này là khu đất trống rộng khoảng một mẫu thuộc địa bàn thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Rất nhiều bao tải chứa chất màu xám, mùi khét rất khó chịu, bị các đối tượng đổ trộm ở đây. Nếu như các đối tượng đổ trộm chất thải nguy hại ở khu vực thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ mà Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh trước đó, đã ngụy trang bằng lớp bùn, thì tại đây các đối tượng đổ trộm còn ngang nhiên để lộ thiên chất thải như thế này. Tại thời điểm ghi hình vào sáng nay ngày 21 tháng 4, nhiều bao tải chứa chất thải vẫn đang trong tình trạng bốc hơi và khi gặp nước còn tỏa nhiệt cao. Thấy cái đen chỗ này đấy, là nó ngồi như một tấc đen, đổ nước vào nó vẫn còn khói ấy kìa. Người ta đổ lâu chưa? Tầm gần chục hôm. Đi 500 cái nó vào mà, toàn xe to, toàn công cơ lơ. Thật sự có mũi luôn ấy, ký với độc hại. Nhà đứng chỗ kia phát là khó chịu luôn. Khoảng một mẫu đất mà các đối tượng đổ trộm chất thải là diện tích của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Chỉ Đạo. Quanh khu vực này có một số doanh nghiệp khác đang trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Đạo cho biết, hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm vào cuộc điều tra xác minh xem đơn vị nào đã đổ trộm chất thải và khẩn trương xác minh xem đây là loại chất thải gì để có biện pháp khắc phục, xử lý. Hành vi này là rất nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và tiến tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên đã tổ chức hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tham dự hội thao có 366 vận động viên đến từ 19 chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn là cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, tennis. Đây là sân chơi thể thao
thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn, đồng thời cũng nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nét đẹp văn hóa của các đơn vị chi nhánh ngân hàng trong ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hội thao cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên đoàn viên người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn tích cực rèn luyện sức khỏe, hăng hái nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành ngân hàng và của tổ chức công đoàn. Gắn công tác tổ chức hội thao với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 9 giải nhất cho môn cầu lông, 6 giải nhất cho môn bóng bàn, 2 giải nhất cho môn tennis, giải nhất bóng đá nam cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên, giải nhất bóng chuyền hơi nữ cho Ngân hàng Crop Bank chi nhánh Hưng Yên và nhiều giải nhì, giải ba khác. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.